Các khán giả theo dõi AFF Suzuki Cup 2020 hẳn sẽ để ý đến một người phụ nữ xinh đẹp luôn theo sát các cầu thủ Thái Lan đó là bà Noan Phan Lam Sam hay Madame Pang như người Thái vẫn thường gọi trưởng đoàn của đội tuyển Thái Lan đó là người luôn sát cánh và chăm lo cho các cầu thủ cả trong lẫn ngoài sân cỏ Nếu chỉ nhìn diện mạo không ai nghĩ Madame Pang đã 55 tuổi nhưng không chỉ xinh đẹp bà còn là một chính trị gia và là một doanh nhân thành đạt Madame Pang thuộc thế hệ thứ 5 của gia tộc Lam Sam một gia đình tài phiệt có gốc gác Trung Quốc và có tên tiếng Hoa là Yu Lunpan. Ông tổ Yu Mao Yuan di cư từ Quảng Đông tới Thái Lan vào cuối thế kỷ thứ 19 khi nhà Thanh dỡ bỏ lệnh cấm người dân ra nước ngoài. Ông tới Bangkok với giấc mơ đổi đời và sau khi tích cóp được một số vốn từ nhiều công việc khác nhau, bắt đầu công việc kinh doanh gỗ, công ty ngày càng lớn mạnh và trở thành một đế chế lấn sân sang các lĩnh vực ngân hàng, bất động sản và xuất khẩu gia tộc Lam Sam hiện sở hữu ngân hàng số 1 Thái Lan Kasikorn xếp thứ 714 thế giới trên bảng xếp hạng Global Business năm 2020 của tạp chí Forbes, công ty bảo hiểm Thai Life và nhiều công ty khác. Madam Pang tốt nghiệp trường đại học danh tiếng Chulalongkorn của Thái Lan trước khi tiếp tục học Master ở Đại học Boston của Mỹ. Bà hiện là chủ tịch kiêm CEO của công ty bảo hiểm Muang Thai không chỉ tiếp quản về kinh doanh của gia tộc, bà còn bước vào các lĩnh vực kinh doanh thời trang hàng hiệu và mỹ phẩm. Nhưng điều đáng nói nhất là Madame Pang còn là một fan cuồng nhiệt của bóng đá. Bà là chủ tịch của Port FC, câu lạc bộ đang chơi ở Thái Lan. Ngoài ra, người đẹp trung tuổi này còn rất quan tâm đến sự phát triển của bóng đá nữ ở Thái Lan và từng giữ cương vị trưởng đoàn đội tuyển nữ nước này tại các kỳ World Cup nữ 2015 và 2019. Những đóng góp to lớn cho bóng đá Thái Lan đã giúp bà được tin tưởng giao cho vai trò trưởng đoàn của đội U23 cũng như đội tuyển quốc gia. Và tại Singapore, bà Nam Pang đã khiến những đội bóng còn lại phải nhìn Thái Lan với con mắt ghen tị. Vì không chỉ sinh, nữ trưởng đoàn này còn rất giàu. Vì nhà chẳng có gì ngoài điều kiện, bà từng tổ chức cho các cầu thủ bốc thăm trúng thưởng với những phần quà đắt giá từ đồng hồ Rolex, iPhone 13 cho tới túi sách hàng hiệu trên đất Singapore. Thậm chí để kích thích tinh thần chiến đấu của đội tuyển Thái Lan, Madame Pang còn treo thưởng 20 triệu bạc, tương đương 600.000 đô nếu đàn voi chiến đăng quang tại AFF Suzuki Cup 2020. Con số này gấp đôi số tiền thưởng 300.000 đô cho đội vô địch của ban tổ chức. Và có lẽ liều đô hạng nặng ấy cũng là một trong những nguyên dân giúp Thái Lan chơi hay đến vậy.